Minh Hoan, ông bố bỉm sữa trẻ nhất K-pop, gây sốc khi tiết lộ đã thắt ống dẫn tinh sau khi có 3 mặt con. Hai nam nữ thần tượng Minh Hoan và Junhee công khai mối quan hệ của mình vào năm 2017. Đến đầu năm 2018, cả hai bất ngờ thông báo kết hôn chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Lúc này, cô vợ chỉ mới 21 tuổi và chồng vừa tròn 26. Cặp đôi sau đó đã trở thành ông bố bà mẹ trẻ nhất của làng giải trí Hàn Quốc khi con trai đầu lòng Jaejoon chào đời. Trong tập gần đây của Mr. House Heart Band 2, Minh Hoan, Junhee đã kỷ niệm 3 năm kết hôn bằng một buổi picnic ngoài trời. Khi nhắc đến chuyện con cái, cựu thành viên Lam Boom vui vẻ đùa. Kỷ niệm 3 năm cưới nhau, nhà mình có 3 đứa, sang năm là năm thứ 4, có khi thêm đứa nữa thành 4 nhỉ. Junhee tiếp tục tỉ tê với chồng, dạo này mọi người đều bảo là phụ nữ có thể đẻ mổ tối đa là 3 lần trong đời. Thế cũng có nghĩa là em vẫn còn một lần mang bầu nữa. Anh còn nhớ sau khi hai đứa sinh đôi được 6 tháng em nói gì không? Rằng em nhớ hồi tụi nó mới sinh ghê, vợ chồng mình đằng nào cũng là bố mẹ trong một gia đình đông con rồi, em thấy thêm một hai đứa nữa cũng không khác gì mấy. Dẫu vậy, Minh Hoan có vẻ không đồng tình lắm, sẽ có nhiều thứ khó khăn hơn chứ. Như bây giờ là anh vui rồi, anh cũng thích trẻ con, cũng tò mò liệu vợ chồng mình có thêm con thì sẽ như thế nào, nhưng anh thấy nhiều khi ước mơ chỉ nên là mơ ước mà thôi. Junhee vẫn kiên trì, xe nôi kéo nhà mình mua cho bọn trẻ là loại có 4 chỗ mà, vẫn còn một chỗ trống đấy, em sẵn sàng rồi, rất khỏe mạnh, sung sức đấy. Đến đoạn sau là phỏng vấn cá nhân, khán giả được một phen ngạc nhiên khi Minh Hoan tiết lộ mình đã thực hiện phẫu thuật cắt ống dẫn tinh. Tôi triệt sản rồi, chuyện là lúc sinh Jaejoon lẫn cặp sinh đôi thì vợ chồng đều chọn sinh mổ. Tôi nghe nói trong những trường hợp như thế này, thường là phía người vợ sẽ áp dụng các biện pháp tránh thai hoặc thực hiện thủ thuật y khoa nào đó. Nhưng làm vậy cũng có thể gây hại đến sức khỏe, nên tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi là người đứng ra làm việc này. Một lần nữa, hai vợ chồng lại có quan điểm trái ngược. Cũng trong phần phỏng vấn cá nhân, Junhee cho biết, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy nhưng đồng thời tôi cũng có chút thất vọng. Tôi nghĩ có lẽ quyết định này quá vội vàng, biết đâu về sau chúng tôi lại muốn sinh thêm một đứa nữa. Trong quá khứ, Junhee cũng từng nhắc đến chuyện này trên Radio Star. Bà mẹ trẻ 24 tuổi kể về ý định thắt ống dẫn tinh của chồng sau khi đã có 3 con. Chồng em có thể đến bệnh viện xin thắt ống dẫn tinh, thế nhưng các bác sĩ từ chối bởi làm thủ thuật này đã khó, muốn nối lại thì càng bất khả thi. Bệnh viện nhắn hai vợ chồng rằng hãy chờ đến khi cả hai lớn tuổi hơn, suy nghĩ kỹ càng và thực sự không muốn sinh thêm con nữa thì hãy quay lại. Có vẻ hậu suất ngủ, Minh Hoan đã hạ quyết tâm thực hiện thủ thuật này để triệt sản, tránh thai vĩnh viễn. Đám cưới của Minh Hoan 1992 và Junhee 1997, thời điểm năm 2018 gây xôn xao không nhỏ, khi Minh Hoan là thành viên nhỏ tuổi nhất của FC Island, còn Junhee phải rời Lam Bu để cưới chạy bầu. Họ đón con trai Jaejoon vào cùng năm, hai năm sau đón thêm cặp song sinh nữ. Cặp vợ chồng trẻ vẫn thường xuyên lên sóng truyền hình để chia sẻ về cuộc sống gia đình mình. Trước đó, cựu nữ idol còn tiết lộ, trước đây có khoảng thời gian mẹ chồng cô thường lo tất cả các khoản tài chính trong gia đình và Junhee chưa bao giờ phải chạm tay vào chuyện đó. Trước đây mẹ chồng là người quản lý tiền bạc bởi vì tôi không đủ tự tin, nhưng Minh Hoan là người đầu tiên nói rằng Junhee à, em hãy quản lý tiền đi, thế là tôi bắt đầu chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính trong nhà. Tôi học hỏi được rất nhiều thứ từ mẹ chồng khi đi cùng bà đến ngân hàng. Trước khi kết hôn, Minh Hoan đã tiêu khoảng 5 triệu won tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng bây giờ anh ấy chỉ tiêu khoảng 500.000 won mỗi tháng. Tôi cũng trở nên giản dị hơn từ khi kết hôn.